the left, now dance. Dance to the right, to the right. Come on now! Thank you.
Never give up, 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 never
hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn như thế này dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị. Và sau các thủ tục của chúng tôi thì ít phút nữa là chúng tôi và chú rể hai bạn trẻ của chúng ta sẽ chính thức ra mắt và gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình và nhà trai sẽ đưa lời bắt đầu buổi giới thiệu thành phần về tham dự cho buổi lễ hội ngày hôm nay. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị, quan viên hai họ, cháu Tùng và cháu Linh sau một thời gian tìm hiểu được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi đã bàn bạc và thảo luận những chương trình để tiến tới hôn nhân cho các cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai của tôi có cơ chầu đến gia đình nhà gái trước hết để kính báo tổ tiên, cái thứ hai là cũng thông báo cho các quý vị trong quan viên hai họ biết kể từ ngày hôm nay bắt đầu là hai gia đình đặt quan hệ là thông gia. Về phía gia đình chúng tôi hôm nay thành phần thì phải nói rằng là hôm nay cả năm cả đời các cháu một lần, cho nên tất cả các cô, các bác, các cô là ở rất xa nhưng mà cũng đã nhiệt tình về để dự cái buổi ăn hỏi hôm nay và để dự lễ tổ chức hôn nhân các cháu sau này. Ví dụ như các bác của cháu là xa máy ở bên Ba Lan và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bớt chút thời gian để về đây. Thì tôi xin giới thiệu thành phần của chúng tôi hôm nay là về thành phần sang để dự lễ hỏi hôm nay có thành phần cao niên là bậc ông bà của cháu Tùng và cháu Linh, gồm có bà nội của cháu Tùng, đây xin giới thiệu bà nội của cháu Tùng, và ông bà ngoại là bà ngoại từ một cạnh bên bà nội kia, tôi là ông ngoại, cùng toàn thể các bác, các cô, các chú trong toàn thể hàng nội ngoại của hai thân nhân nội ngoại của cháu Tùng đến đây để dự cái lễ hỏi cho cháu. Thì cuối cùng chúng tôi không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết là kính chúc toàn bộ các cụ, các ông, các bà, quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Ông bà và bà cũng có các gì các bác đã từ ở rất là xa ngày hôm nay đã về được nghe tin và về dự chơi vui cùng với các khán phòng của gia đình hội đại gái chúng tôi để cùng chứng kiến các nghi thức trọng đại của hai bạn Thúy Linh và Danh Tùng, vốn của tất cả chúng ta. Và để có được ngày vui hôm nay thì hai bạn có một điều rất là thuận lợi, được sự ủng hộ, sự vun đắp từ phía hai bên gia đình và cả các bạn bè như nam nữ nữa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thực sự Danh Tùng và Thúy Linh sẽ là người rất là hạnh phúc, và điều đó tôi nghĩ rằng không chỉ dừng lại ở hai bạn trẻ mà còn lan truyền đến tất cả quý vị và nên về dự trong căn phòng này. Điều đó thể hiện rất rõ là những ánh mắt, những nụ cười đã hiện rõ trên rất nhiều các khuôn mặt của tất cả quý vị và nên về dự trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời đáp từ, những đôi lời giới thiệu của thành phần về tham dự. Kính thưa các vị hai họ, các cụ, ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn, hôm nay gặp mặt ngày hôm nay cho hai cháu tôi được ngày hôm nay rất là phấn khởi, trong lúc hai bên gia đình và các cháu tự tìm hiểu lấy nhau trong cái duyên phận. Mong tất cả các vị ông bà, cụ nội, anh sinh chị đẻ bên cháu Tùng cố gắng dìu dắt các cháu để trưởng thành ngày nay cũng như ngày mai, để cho các cháu tuổi trẻ có chỗ nương tựa để gây dựng kinh tế sau này. Còn bản thân các cháu phấn đấu được đến đâu là do khả năng của các cháu, nhưng không có gì bằng sự giúp đỡ dạy bảo cho các cháu trong lúc tuổi các cháu còn trẻ. Tôi hôm nay đại diện cho cháu Linh là cháu nội bên tôi xin cảm ơn tất cả các vị ông bà, các cụ, anh em đã đến dự ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Và kính mời là cụ ngoại của cô dâu Thúy Linh ngày hôm nay, cụ đã về dự và cũng để chúc phúc cho hai cháu trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, và xin mời cụ sẽ có đôi lời phát biểu đến tất cả quý vị ngày nay về dự. Hôm nay tôi là cụ ngoại của cháu, năm nay đã trên 80 tuổi rồi, mà nói các cụ thông cảm là 17 đứa chắc, cháu này là thứ 17, mà hai cháu chắc đi lấy chồng. Thì tôi có xin phát biểu này, qua thời gian thì bố mẹ cháu lên con nói chuyện thì cũng chỉ biết thế thôi, nhưng mà hôm nay tôi thấy là được sự
hai cháu tìm hiểu nhau, tuổi cháu còn non trẻ, rất non trẻ, cho nên là hai gia đình và cháu về có góp với hai gia đình đã thống nhất hôm nay là một ngày lành, giờ lành, tháng tốt. Họ nhà trai có thắm lễ lên, trước là lễ tổ, sau là trình bày cho họ nhà gái chúng tôi. Mà gia đình cháu xin chấp nhận lễ này, để trước nhất là lễ tổ tiên, sau là trình bày cho họ chúng tôi. Tôi không có gì nói hơn, chúc mỗi họ, chúc họ nhà trai mạnh khỏe, mừng hạnh phúc cho hai cháu. Gần nhau và cùng thể hiện tình cảm cũng như là cảm ơn tất cả quý vị hôm nay đã về dự để cùng chúc phúc cho hai bạn trong buổi lễ hỏi này. Xin mời Danh Tùng và Thúy Linh hãy nhìn nhau những nụ cười thật tươi để cùng cúi chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay. Xin mời hai bạn. Vâng, thưa quý vị, và lẽ rằng tất cả quý vị và chúng ta đã cùng nhận thấy niềm vui này, mình cũng đã hiện rất rõ trên ánh mắt. Xin mời Danh Tùng và Thúy Linh sẽ cùng đi xuống khắp bàn để cùng mời nước, mời thuốc. Cảm ơn sự diện của quý vị, cũng như là quý vị sẽ dành cho họ những lời chúc phúc trong ngày hôm nay. Xin được kính mời hai bạn Thúy Linh và Danh Tùng.
cho quý vị đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái. Đến thời điểm này, lễ ăn hỏi là đã hoàn tất. Để tiến tới trong những ngày tới thì tôi cũng xin là thông báo luôn cho quan vị quan viên hai họ rõ là ngày vào cũng thời điểm tầm giờ là ngày 12 tháng 9 là chúng tôi sẽ đón cháu Thủy Linh về để làm lễ thành hôn tại gia đình chúng tôi. Cái thời gian cụ thể là tầm độ khoảng như bằng như ngày hôm nay tầm 2 rưỡi là chúng tôi sẽ đến đây và để đón cháu Linh và về đến nhà chúng tôi là tầm đúng 3 giờ. Thế là cũng mong tất cả các quý vị quan viên hay họ bớt chút thời gian cái ngày đó đến để đông đủ để đưa cháu Thủy Linh về dự lễ tổ hôn thành hôn tại gia đình chúng tôi. Đấy là cái chương trình cụ thể như vậy. Tôi cuối cùng cũng không biết nói thương, chỉ xin biết là kính chúc toàn thể các quý vị quan viên hay họ là mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ các ông các bà, cô dì chú bác, các cháu nam nữ thanh niên, tôi xin đại diện cho họ nhà gái hôm nay họ nhà trai đến hẹn ngày giờ ngày lành giờ lành tháng tốt đã thắm lễ lên trước là lễ tổ tiên, sau một trình bày họ nhà gái chúng tôi cảm thấy là họ nhà trai rất đầy đủ nghi lễ và đầy đủ tất cả các thứ đều là đầy đủ. Mà tôi xin chân thành cảm ơn các cụ cao các bà cô dì chú bác và cảm ơn các bạn các cháu thanh niên, cảm ơn họ bốn họ khách quý, xin cảm ơn và chân thành cảm ơn các cụ. Vâng ạ, xin mời các nhiếp ảnh gia chúng ta ghi lại hình ảnh trong ngày hôm nay để cùng ghi nhận các tin tức trong buổi lễ hỏi của hai bạn Danh Tùng và Thủy Linh. Rồi bà đứng đây đi. Thank you.
Hai trái tim đã tìm đến với nhau và hòa cùng nhịp đập. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay cũng đúng là ngày lành, tháng tốt, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đến giờ phút này, quý vị đã có mặt tại đây để cùng với chúng tôi chứng kiến nghi thức trọng đại của hai bạn Danh Tùng và Thúy Linh trong buổi lễ vu quy. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho gia đình và nhà gái xin được nồng nhiệt chào mừng và cảm ơn sự diện của tất cả quý vị chúng ta nhận được trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và có lẽ rằng tình yêu và hôn nhân là điều mong muốn của tất cả chúng ta. Mọi thế hệ, mọi tầng lớp đều cần có tình yêu. Chúng ta cũng không biết rằng tình yêu sinh ra từ đâu và bắt đầu từ bao giờ. Nhưng tình yêu luôn luôn sưởi ấm và thắp sáng cho mỗi trái tim, mỗi tâm hồn. Một minh chứng rất rõ là ngày hôm nay, hai trái tim của hai bạn Thủy Linh. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình và nhà trai cho có đôi lời phát biểu, đôi lời tuyên truyền trên biệt thự giai đoạn của gia đình và nhà gái. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị quan viên hai họ. Lời đầu tiên, thay mặt Hoàng Thái Giai cho tôi được gửi tới toàn thể hồi hôn ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng tất cả các quý vị quan viên hai họ. Hai cháu Tùng và Linh sau một thời gian tìm hiểu được sự thống nhất của hai gia đình, chúng tôi đã tiến hành những thủ tục để tiến tới hôn nhân. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi đại diện cho Hòa Nhà Trai đến đây để xin phép Hòa Nhà Gái được đón cháu Linh về Hòa Nhà Trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn tại gia đình. Còn thứ hai là về thời gian thì chúng tôi đến đây thì là cũng thông báo luôn với các quý vị là vì thời gian nó ngắn, lý do là cô dâu là 2 giờ kém là phải ra khỏi nhà và về đến gia đình nhà trai của chúng tôi tổ chức là tầm 3 giờ đến 3 giờ 5, 10 phút cũng là cùng. Cho nên là thời gian nó cũng ngắn hạn, cho nên là cũng xin phép để thông báo cho tất cả quý vị trong buổi hôn ta biết như vậy. Cuối cùng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc toàn thể các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn. Vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời đáp từ, đôi lời cảm ơn cũng như đôi lời mời đến tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Tôi là ông nội của cháu Thùy Linh. Hôm nay hai gia đình gặp mặt xin đón cháu tôi về làm dâu gia đình đằng ông bà. Tuổi các cháu còn non trẻ, mong sự dạy dỗ, dạy bảo giúp đỡ cho các cháu thành đạt cuộc sống hiện tại cũng như sau này. Tôi rất phấn khởi khi có các cháu đã thành đạt, đã có duyên phúc đến với nhau ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn hai họ và xin nhắc nhở các cháu cố gắng phấn đấu nghe lời cha mẹ anh sinh tỉa đẻ nuôi dạy các cháu đến nay trưởng thành, học hỏi rất nhiều tôn hai họ. Vâng, thưa quý vị, đúng là các cụ chúng ta thì thường có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thưa quý vị, và đặc biệt ngày hôm nay thì hai bạn trẻ chúng ta sẽ không thể quên được công ơn sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ và những lời căn dặn của những bậc làm cha làm mẹ, những người thân trong gia đình là hành trang không thể thiếu được đối với bất kỳ chúng ta khi bước vào cuộc sống lứa đôi. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi được lắng nghe vào làm lễ cho hoa cho cô dâu và hai bạn sẽ thắp hương bàn thờ gia tiên và ít phút nữa thì hai bạn sẽ quay trở lại sân khấu để chính thức ra mắt và lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Quý vị ơi, chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng cổ vũ cho chú rể Danh Tùng. Vâng, xin cảm ơn quý vị.
chúng ta đang cùng nhìn thấy cô dâu và chú rể đã trở lại với khán phòng chính của gia đình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể Danh Tùng và cô dâu Thùy Linh. Xin mời hai bạn sẽ chính thức bước lên sân khấu để ra mắt cũng như gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng, thưa quý vị, giờ phút này trên sân khấu của chúng tôi đó chính là hai nhân vật chính, cô dâu Thùy Linh và chú rể Danh Tùng. Hãy lẽ rằng quý vị đều nhìn thấy, vâng ạ, niềm hạnh phúc đang hiện rất rõ trên ánh mắt và gương mặt của cô dâu và chú rể. Chúng tôi cũng rất mong trong thời điểm này, trong không gian này, chính thức giờ phút này thì hai bạn sẽ ra mắt để gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Và xin được mời chú rể Danh Tùng và cô dâu Thùy Linh hãy nở những nụ cười thật tươi và cùng cúi chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng ạ, chúng ta dành tràng vào tay để cùng chúc mừng cũng như cổ vũ và ghi nhận cho hai bạn chính thức sánh bước bên nhau dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay bên cạnh những tình cảm của những người thân trong gia đình luôn vun đắp vun vén cho cuộc sống vui như hạnh phúc của hai bạn, ngày hôm nay ngày vui đặc biệt của hai con hai cháu, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cụ ngoại của cô dâu Thùy Linh cũng có những phần quà để dành tặng cho hai cháu trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cụ ngoại cùng trao quà cho các cháu. Vâng ạ, quý vị ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để ghi nhận những tình cảm của cụ dành cho hai cháu trong ngày. Kính thưa các ông các bà, cô dì chú bác, bạn bè thân thiết của hai cháu, tôi là cụ ngoại của cháu, xin có đôi lời phát biểu của mấy này bốn họ. Cháu nó là như là một cây hoa trồng ở đất tốt, hoa sẽ đâm trời nảy lộc. Hạnh phúc cho hai cháu, tôi xin chúc hai cháu và hai họ mạnh khỏe và hai cháu mạnh khỏe và hạnh phúc trăm năm.
toàn thể quý vị đại biểu tân khách kính mến. Vâng, và giờ phút này thì Đông Nguyên Ương, vâng, Danh Tùng và Thúy Linh đã thắp hương tiền tổ xong và đang trở ra trước trung tâm hội trường ký của gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tân khách kính mến, thưa toàn thể hội hương, thật đúng là tình yêu quả đúng diệu kỳ. Mặc dù nó chỉ làm lây sâu lắng mỗi con tim, nhưng ngay từ giờ phút thế sang cũng đem đến ánh sáng nụ cười, cũng như tô điểm cho cuộc sống thêm sắc màu tươi đẹp. Và chính sự phép lạ và tuyệt cục của tình yêu đã mang đến cho đôi bạn trẻ Danh Tùng Thùy Linh một tình yêu đẹp và tiến đến hôn nhân thành công mỹ mãn. Dẫu phút ban đầu anh với tôi nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời, giờ đây và dành những tràng pháo tay rất dài và rất tuyệt vời dành cho tân lang và tân gia nhân. Vâng, kính thưa quý vị, và đang tiến vào phòng hạnh phúc của gia đình, đó là Đông Nguyên Ương, vâng, trai tài gái sắc Danh Tùng và Thùy Linh. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy cùng đồng một tràng pháo tay thật lớn, thật long nhiệt để chúc mừng. Vâng, và xin mời các bạn trẻ hãy cùng bước lên phía trước ông Danh Nam, đó là người cha của chú rể Danh Tùng, cùng với người cha của cô dâu và Thùy Linh, đó là ông Ngọc Thắng, sẽ cùng bước lên cạnh hai con của mình. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, thưa quý vị, và hiện diện trên sân khấu lúc này đó là ông Danh Nam là thân phụ của chú rể Danh Tùng, và ông Ngọc Thắng chính là thân phụ của cô dâu Thùy Linh, cùng với đứa bạn trẻ Danh Tùng Thùy Linh, cùng với MC Duy Quyền. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu thân mến, tình yêu hôn nhân sự việc trọng đại mang ý nghĩa quan trọng hạnh phúc của đời người, và đó cũng chính là những ước mơ trong đời, niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà những đôi trai gái yêu nhau ngày đêm mong ước chờ đợi, trải qua bao tháng đợi năm chờ, và cho đến hôm nay những ước mơ trong đời đã chính thức được trở thành hiện thực với chú rể Danh Tùng và cô dâu Thùy Linh như trong chiều vô tình và nghìn vạn đưa đôi. Vâng, kính thưa quý vị, từ tình yêu cho đến hôn nhân trải qua rất là nhiều năm tháng yêu thương tìm hiểu nhau, trong tình cảm yêu thương của ông bà cha mẹ hai bên gia tộc, và ngày hôm nay chính là ngày lành tháng tốt, ngày 15 tháng 10 năm 2014, tức là ngày 12 tháng 9 năm Giáp Ngọ, đi bên gia đình long trọng tiến hành tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Danh Tùng sánh duyên cùng Thùy Linh. Và kính thưa quý vị, cuộc sống còn gì có thể hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn khi chúng ta luôn tin chắc rằng yêu và được yêu, và niềm hạnh phúc đó được nhân đôi khi được cùng với người mình yêu tay trong tay tiến bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, xây nên tổ ấm gia đình tình yêu và hạnh phúc. Thế biết trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Và luôn ở đây ban tổ chức tôi xin được trịnh trọng tuyên bố cuộc hôn nhân văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Danh Tùng và Thùy Linh, xin được chính thức bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đôi bạn trẻ Danh Tùng và Thùy Linh hãy cùng trao những nhẫn cưới cho nhau. Xin trân trọng kính mời hai bạn. Dẫu hiền dề thảo đã sánh kề bên nhau, để rồi cho anh ước được làm khâu, em đây hóa trầu lộc trước sau mặt đồng. Vâng, và thực sự giờ đây đôi bạn trẻ đã là vợ là chồng. Vâng, một lần nữa xin đã thay lời cho gia đình, thay lời cho đôi bên, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho đôi bên gia đình chúng tôi nói chung, cũng như dành cho đôi bạn trẻ Danh Tùng Thùy Linh nói riêng trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây thì xin trân trọng kính mời hai bạn hãy cùng ra phát bánh để cùng cắt bánh. Time.
phòng hạnh phúc để kính dâng lên hai người cha cùng và các mình. Xin trân trọng kính mời hai ông hãy cùng bước lên để được đón nhận những tình cảm. Vâng, ly rượu hồng đầu tiên xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ Danh Tùng và Thùy Linh hãy cùng dâng lên người cha của chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng đồng một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Mến thưa toàn thể hội quân, thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi là đời, làm con thì ghi nhớ như nhìn vào bố, cái nhìn hết vào bố. Bà nội của chú rể Danh Tùng sẽ có món quà để trao cho hai cháu, xin trân trọng kính mời bà. Đây, ngoài của chú rể Danh Tùng cũng món quà để trao cho hai cháu, xin trân trọng kính mời bà. Cho đôi bạn trẻ Danh Tùng Thùy Linh xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của bà và xin được chúc cho. Vâng, và để chúc mừng phúc cho cô dâu chú rể, xin mời quý vị cùng đến một sáng tác nghĩa về tình yêu, ca khúc Khát Vọng Tình Yêu, xin mời quý vị cùng đón nghe.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn dòng ca của những ca sĩ chăm chung rất nhiều. Vâng, thưa toàn thể quý vị đại biểu tân khách kinh mến, thưa toàn thể hội hôn, nước bạn trẻ danh Tùng Thủy Linh có được ngày vui niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì trải qua bao ngày bố mẹ chăm lo từ khi cô bé trẻ thơ cho đến bây giờ cô đã lớn khôn. Các vị hai họ, hôm nay tôi đại diện cho cháu Thủy Linh về bên nhà gái. Chúng tôi rất phấn khởi nuôi dạy các cháu đến ngày hôm nay trưởng thành. Hạnh phúc của các cháu ngày hôm nay cũng nhờ công lao dạy dỗ của các cô, các ông, các bà, các anh, các chị từ các cháu đến ngày hôm nay đã thành đạt. Duyên phận các cháu đã đến, tôi rất phấn khởi và mong các cháu cố gắng phấn đấu để ngày nay cũng như ngày mai có một cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp, lành mạnh. Tôi xin chân thành cảm ơn hai họ và các bạn trẻ đã đến dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Thế này vẫn biết lòng con hiếu thảo, nhưng về lòng con nhà người tránh xa còn phần vùng dài, nhớ nhường đào trướng vùng đây, vui nhường các anh chị em bước trước, vui riêng đẹp trầm về mình. Em ấy là con hiếu thảo, xứng lòng cha mẹ hồng mong. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của vị đại biểu đại diện cho gia đình và nhà gái. Một đứa thay lời cho gia đình, thay lời cho đôi yên ương, xin trân trọng cảm ơn ông rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tân khách xa gần, thưa toàn thể các anh chị và các bạn. Vâng, thật đúng là ai trồng hoa ai tưới hoa, mong cho đến kỳ hoa kia sẽ nở. Ai trèo đò ai lái đò, đợi chuyến đò này để chở khách sang sông. Thuyền nay theo lái sang sông, gái nay theo chồng về bến hoàng hôn. Mừng hạnh phúc, mừng cháu con, họ trai phát biểu xin được cảm ơn mọi người. Liên tục chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Đúng rồi. Thay mặt họ nhà trai, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết chân thành cảm ơn tất cả các quý vị, các cụ, các ông, các bà, bạn bè nam nữ gần xa đã bớt chút thời gian về đây dự lễ thành hôn của hai con, hai cháu chúng tôi. Sau cuối cùng thì tôi không biết gì hơn, chỉ biết nói chân thành cảm ơn. Xin hết. Vâng, xin trân trọng cảm ơn dòng ca của đôi bạn trẻ Vân Hương Giang và Trang Nhung với ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vâng Trịnh Công Sơn, Quỳnh Hương. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi hai vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình đã có những lời gắm hoa để gửi tặng đôi bạn trẻ Vâng Danh Tùng và Thủy Linh, cũng như kính chúc cho tất cả quý vị. Ban tổ chức chúng tôi không quên kính chúc cho tất cả các quý khách sở tâm như ý, sở nguyện như cầu, sang giàu hai họ,
để một ngày khỏe, hai người vui. Và ban tổ chức tôi xin kính chúc cho đôi bạn trẻ danh Tùng Thùy Linh tình yêu thật đắm say, tương lai thật rực rỡ, đẹp như mùa hoa nở, ngọt như trái chín thơm, cuộc sống thật vàng son, sống dài hơn thế kỷ. Sinh hai con hết ý, con trai trước gái sau, đều học cao đỗ đầu, sau này thành lãnh đạo. Thích ở đâu thì bảo xây biệt thự lên ngay, tiền của sẵn trong tay, chức quyền nghiêm trong nước. Ra khỏi nhà một bước đã có ô tô riêng, trong các nước nắng giềng có máy bay siêu tốc. Vàng thì anh chị cứ bốc mà biếu hàng xóm họ hàng, bạn bè cưới sẵn sàng, tặng luôn cái giàn khoan HD981 của Trung Quốc. Vâng, nhớ cả người tổ chức dẫn chương trình hôm nay, tí nữa nhớ béo ngay, càng nhiều thì càng tốt. Và chương trình Liên Hoan Hạnh Phúc đến đây hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ xin phép để vợ chồng Son tiến chân cảm ơn tất cả quý khách. Thank you.